đừng khóc nữa hãy nín đi em ơi, vì giờ đã có anh ở đây rồi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, vì anh biết em khổ đau cũng nhiều rồi. Ê! Trời ơi! Hay quá trời quá đất của mày ơi! Tao thấy mày làm ca sĩ là vừa, đừng có đi làm công nhân nữa, cực lắm. Làm ca sĩ kiếm tiền nhiều hơn. Nghe đúng không, đúng không, đúng không? Là công nhân cực tới chết luôn. Trời ơi, làm như hả? Muốn làm ca sĩ là dễ lắm mà. Muốn bước chân vô showbiz là bước đâu hả? Thứ nhất, nếu mà muốn bước chân vô showbiz, thứ nhất là phải có tiền, phải có địa vị, phải quen biết, đúng không? Còn hả, bằng như anh em bằng mình nè, là công nhân hoàng rồi thôi, lương tháng thì mấy cọc mấy đồng đó. Sao mà dám ước mơ? Mày nghĩ sao? Trời, mày nghĩ sao mà kêu làm ca sĩ vậy? Cái tướng thì lùng súng, cái mặt thì xấu quá, có lội sĩ, ca sĩ cái gì? Hay quá. Tao nói với tụi bay á, làm công nhân khổ lắm. Chắc hết tháng này tao nghỉ mà. Sao vậy? Chứ mày nghĩ coi, làm mấy chỗ tư nhân này nè, nó bạo quá trời quá đất. Tăng ca tới 8 đến giờ, không cho thêm tiền, bệ bọt quá. Tụi bay sống nổi không? Tao thua. Cũng đúng, mà tụi mình với quê lên đây làm công nhân cũng ráng đi chứ đâu bỏ ngàn gì được mày. Tao có hết giờ với tao rồi, vô mới ra. Thấy chưa? Vô làm tiếp nè. Điểm được nhiều chưa á? Thầy chán quá. Giờ thằng kia nó nghỉ rồi, tao với mày kiếm cái gì làm ban đêm đi, chứ lương ít quá sao sống nổi mày. Tao cũng thấy vậy á, giờ lương 3 cặp 3 đồng sao mà sống. Làm gì ta? Có rồi, tao thấy mày có giọng hát hay đó. Hay là tao mày đi bác chèo kéo đi mày. Ổn không vậy? Chứ tao thấy không ổn á. Được chứ sao không mày. Mày hát cái tao đi bán gì nè. Trời ơi, tiền nhiều lắm đó mày. Tao thấy cũng được ha. Ừ, được ha. Hay là bây giờ tao mày về sắm loa. Sắm loa, xong rồi tao mày đi bán. Đi. Ok. Yeah, yeah. Đi. Nhưng khi bên nhau cảm giác có hay không, chẳng biết tim em giờ muốn như thế nào. Nếu có yêu anh thì hãy nói một lời, yêu nhau như thế có được không? Mày hoài tính không? Tao chứ ai, mày hại đúng không? Đúng rồi. Ê ê ê, nhưng mà hại bữa nay chỉ còn là trong hư vô, mày hiểu không? Là sao ba? Bữa nay tao đã lên chức được ca sĩ kẹo kéo. Ừ. À, vô 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 vô. Ngon. Mày có coi ca nhạc của ca sĩ Ngô Kiến Huy không? Có. Lương Gia Huy. Có luôn. Lâm Chấn Huy. Wow. Tao cũng rồi. Ủa vậy mày là cái gì Huy? Kem Ki Huy. Kem Ki Huy. À nói giỡn thôi. Chứ à, dạo này cuộc sống bằng sao rồi, ổn chứ? Thôi bạn ơi, ổn cái gì? Từ cái hồi mà chia tay tụi bay á, ở cái công ty á, không làm nữa thì tao kiếm chỗ khác tao làm, cũng lang bạc khắp nơi à. Có tiền đâu ở nhà trọ. Giờ đi kiếm việc làm, tối về ngủ gầm cầu nè. À thôi rồi, bây giờ tao đang ở một mình, có gì mà về mà ở với tao đi nha. Thiệt ba? Trời anh em cùng quê mà. Lên đi liền, đi liền. Lên, mày không có nắm bảo hiểm mày ơi. Không sao đâu, nhà tao gần đây nè, mày đi bộ về đi, tao chỉ cho. Mày chạy theo tao. Hay quá. Quý à. Đi. Thôi tao đi làm đây, tới giờ đi làm rồi. Ừ, đi. Nè, cộng đỡ 50 đi. Tiền gì đây? Thì đi ăn sáng xong rồi đi tìm việc làm nha. Ừ, cảm ơn mày. Trời ơi, mày khách sáo hoài. Thôi, tao vào đây. Ok. Quê. Ủa sao mày nói với tao là mày đi xin việc làm mà sao giờ này còn ngồi đây? Sáng giờ tao cũng đi cùng hết trơn rồi đó. Mà nó không có nhận mày ơi. Được mấy chỗ nó nhận á thì nó bắt là tiền cọc. Mà tiền nó đi đã. Tao nói mày bây giờ xin việc làm khó khăn chết.
Thôi anh cố gắng đi, ngày mai ngày mốt mày đi tìm nữa thử, đâu cũng sẽ có thôi. Ha. Thôi bây giờ chuẩn bị đi, tao đi vô tao tắm cái rồi ra tao mày đi ăn hủ tiếu. Ok, để lại nha. Mày ở nhà nha, tao đi làm đây, tới giờ đi làm à. Mày còn tiền đó không mày? Chi vậy? Cho tao mượn ít xì đi. Chi vậy? Bữa hôm qua qua công ty á, xin việc làm, người ta nói phải đặt cọc lại, mà tao thì hết tiền rồi. Tao hết rồi. Thôi rồi, tao còn 400 nè. Chiều nay tao mới lãnh lương, mày cầm đỡ đi rồi có gì khi nào mà nhận được việc trả lại cho tao sau. Ừ, mày yên tâm đi, tao có việc tao trả tiền mày liền. Cố gắng đi nha bạn. Ok, ok. Tao làm đây. Nhiêu đây là rủ đi gỡ nợ rồi. Má. Rồi đúng chó cắn. Con nhiều sao giờ thua hết trơn. Tao dép để ngoài, chó không cắn được. Nán một đời. Mày làm vậy đó hả? Ừ. Hôm nay mày đi đặt cọc hồ sơ cho người ta rồi sao rồi? Ổn không? Ổn cái gì mà ổn mày ơi. Hồi sáng á, đáng lẽ tao qua đặt cọc cho người ta, mà qua công ty đóng cửa, xong rồi kế bên có cái sòng bài, ngứa tai quá, chưa làm dày dáng, tôi sẽ bắt luôn. Tính của mày á, chứng nào tật nấy, mày không bao giờ bỏ cái tật đó. Nè tao nói mày nghe nè, anh em mình là dân quê nghèo, ở quê lên đây để lo kiếm tiền, lo trang trải cuộc sống. Còn ha, một có tích cóp một chút ít rồi gửi về cho ba mẹ. Ba mẹ nghèo, bệnh tật ở dưới quê. Im đi. Mày cứ như vậy hoài rồi bao giờ mới khá nổi. Tao nói mày im đi, mày đừng có dạy đời tao. Tao không có dạy đời. Đây là chỗ anh em, tao mới khuyên mày vậy thôi. Tao muốn mày tốt thế thôi, chứ không phải là dạy đời. Thôi được rồi, bây giờ mày muốn sao đó mày làm. Để tao đi. Mẹ nhà nha, tao đi mua ít đồ, tối tao còn đi bán nữa. Mình giao mình đi đi. Alo, bà đang ở đâu vậy? Ờ, tôi đến nhà nè, có gì không vậy? Nè nè, bây giờ bà giúp tôi một việc nha. Bà chạy liền qua nhà tôi, bà coi thứ thằng bạn tôi nó đang làm gì nha. Tự nhiên trong lòng tôi thấy bất an quá. Vậy hả? Ừ, tôi thằng này tôi không tin tưởng nó một tí nào hết đó. Nha, ở với lại cái này nè nè nè. Sao? Ờ, bà lấy giùm tôi cái bóp, tôi cắt ở trên trần nhà đó, bây giờ cắt giùm tôi nha. Ờ, biết rồi, sẵn máy thay đồ ra luôn nè, để tôi chạy bệnh liền luôn. Ok, rồi cảm ơn bà. Thằng Tính nó sao? Nó đi đâu rồi?
Hả? Nó bóp hồn xong rồi nó đánh tôi, nó chạy đâu mất tiêu rồi. Trời, thằng này thiệt là nó lông tay áo mà. Thôi rồi nè, bây giờ bà ngồi đó bà nghỉ nha, tôi đi tìm, chạy đi tìm nó nha. Thôi thôi, đừng có đi. Hồi nãy á, tôi xong luôn á, nó đánh tôi xong rồi nó mới chạy á. Ông xong theo nó đánh chết luôn á. Coi như phủ đi thay người, bố thí cho nó đi. Thở đi. Đau quá. Thôi nè, bây giờ ở nhà nghỉ đi nha. Để tôi hôm nay tôi đi bán một mình cũng được nha. Thôi, không có sao đâu. Giờ tôi nằm nghỉ lát cái ông chuẩn bị đi xong hai đứa mình đi bán nha. Không sao đâu.